Mới mừng mỏi rồi mà đẹp không cần phải make up đâu. Đẹp không cần phải make up đâu. Nhanh, ekip đợi mèo. Quá vất vả rồi, ekip của ai đâu mà đợi. Trễ giờ event rồi. Trời ơi, 4 giờ rưỡi chiều. 4 rưỡi chiều mà mình còn nằm ở khách sạn. Khổ sở quá à. Hồi sáng á, mèo đi quay á, ở đâu? Ở Hóc Môn á, ở Củ Chi á, ở Dường Câu á. Sau đó mèo hả, mèo về đây để mèo nghỉ ngơi. Để đối diện đây là event nè. Nên giờ mày nằm khách sạn coi vô lý không? Một lát nữa là mèo phải đi làm event á. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Ủa quên, đi làm nhá ha. Thôi mèo make up nha. Ủa ekip đợi mèo. Cọc quá, mọi người hơi bị cọc. Ok, mẹ đã sẵn sàng rồi. Chúng ta hãy cùng biến hình thôi. Đây là hai chuyên gia make up của mèo. Chuyên gia hay cự lộn á. Chuyên gia này cự lộn biết à. Không có thời gian mà hay nói cho lộn không á. Thường ở ví dụ như make up 1 tiếng rưỡi đúng không? Thì mình sẽ tốn khoảng 2 tiếng cho tụi nó ghi lộn. Chụp nước á, chúng ta sẽ scan và tụng tóc. Dạ. Đây là chúng ta sẽ đánh một lớp dưỡng này. Mèo hay make up để làm clip make up cho mọi người á. Và mọi người hỏi mèo là mèo theo style gì? Mèo theo cái style tự nhiên lắm. Muốn làm gì muốn làm. Không có chủ đề gì hết. Tại vì mèo nghĩ là make up cái nào phù hợp với mình thì làm thôi. Đây, một lớp dưỡng nha. Ê, hôm nay á, đúng rồi. Chị Nhật Kim Anh mới cho mèo một cái cushion mà hồi hôm qua mình xài, mình thấy mình rất là thích, hôm nay xài thử nha. Cho đi event như thế nào. Đâu rồi? Đâu? Đây. Sợ chưa? Bả nè, hình bả nè. Nhưng cái cushion này á, mèo thấy á, cái điều quan trọng là mèo muốn xài đó là nó có chống nắng 30. Cái cushion mà có chống nắng 30 cái hộp đẹp chưa? Hộp cành nặng tay đẹp chưa? Bây giờ mẹ sẽ đánh cho mọi người xem ha. Ở bên trong nè, cái màu này là cái màu chắc là tâm tự nhiên á, cái này là nè, Made in Korea nha. Nghe mà Nhật Kim Anh tưởng bả ở quận 6 không phải đâu. Made in Korea. Đồ mỹ phẩm của chị Nhật Kim Anh là đa số là từ Hàn Quốc hết. Đánh đi em ơi, coi cái gì mà coi. Cái này á, khi mà đánh lên á, mèo thấy nó bóng và nó che được mấy cái lỗ chân lông á, hay lắm. Nên mình thích á. Thường hả, mấy mũi chuyên gia này nó sẽ không có chịu đánh mấy cái cushion đó, tại vì mình sẽ đánh cái nền nó sẽ chắc hơn, mà hôm nay mình xài thử cho nó như thế nào. Tại vì mèo thấy cái độ che phủ nó rất là cao, rất là đẹp luôn. Đánh như thế này nè. Đây, xong một lớp nền. Mấy mọi người có thể thấy là nó rất là đều màu. Cái điều quan trọng của cái cushion này làm cho mèo rất là thích đó là nó đều màu da, nó không có bị bật tông quá với da, tại vì cái đặc điểm của cushion là sẽ làm cho cái da mình thật sự là tự nhiên, để không thôi là cái da của mình, ví dụ như cái cushion mà nó bị trên cái tông màu của da quá thì thành ra cái da mình giống như hai lớp trang điểm nè. Mà cái cushion này nó làm cho khi mà mình đánh lên cái lớp nền của nó, cái lớp cushion nó làm cho cái da của mình nó rất là đều màu và nó liền mấy cái lỗ chân lông á, và không cho mình có cảm giác là lỗ chân lông của mình to. Bây giờ mình sẽ tiếp tục make up nha. Mọi người nhìn thấy ổn không? Chắc chắn là phải ổn rồi, nhưng mà bây giờ da hơi đen là tại vì quá trình quay quá cực khổ. Hôm giờ đen thui lùi à. Mày sẽ xài cái này mới được mà bạn cho. À, lại một lần nữa của Laura Sunshine Whitening Body Cream. À, nó có chống nắng 30, có nghĩa là nếu mình sử dụng ban đêm vẫn có chống nắng. Các bạn đừng nghĩ là đi ban đêm là không cần chống nắng nha. Phải có chống nắng nha, tại vì cái đèn nó cũng làm cho mình đen nữa. Mà cái này á ha, làm hồi nãy trên phim trường có test á ha, là cái keo của nó rất mịn và mát. Khi mình đánh lên nó sẽ gây hiệu quả trắng tức thì cho các bạn luôn. Đắp lên cho mình. Và thấm cực nhanh. Thấm cực nhanh.
trắng hiệu quả. Và bây giờ mình sẽ đánh hết 10 để mà có thể có một cái làn da trắng. Cái điều đặc biệt đó là cái body cream này á, là nó làm cho da của mình trắng dần, chứ nó không phải chỉ là make up cho da, mà nó làm cho da của mình trắng dần nếu mình sử dụng thường xuyên. Ngoài cái chuyện nó làm cho cái da của mình đẹp hơn ngay tức thì nó sẽ dần dần mỗi ngày nó sẽ làm cho da mình cải thiện và chống lão hóa và chống được tia UVB và UVA, rất là quan trọng luôn. Đối với mèo thực sự là một cái bộ đồ xinh đẹp rồi, make up thì lộng lẫy thì cái làn da của mình nó cũng phải mướt mát. Và cái này á, các bạn thấy không, nó khô liền tại chỗ luôn thì mình sẽ không có cảm giác là nó bớt dính. Còn tưởng tượng ví dụ mình đánh kem, nhiều người đánh kem make up thì cũng có rất là nhiều, ví dụ đi xe hơi, đi xe hơi lên xe là nó dính đầy trên xe và mỗi lần vệ sinh tốn rất là nhiều tiền, mất thời gian. Còn chưa tính nha, mà thấy nhắn rồi đánh make up xong rồi cái ngồi sau lưng người yêu ngồi xong trời mưa đó ha, nó đổ xuống kem nó chảy, chưa tính mà trời nắng quá nó cũng chảy trên yên xe rất là xấu luôn. Và khi sử dụng cái này thì các bạn không lo về cái chuyện mà nó bệt dính, nó sẽ làm cho da của bạn nó thấm nhiều và da rất là mướt, không có cảm giác là bạn ngâm sức kem trên da, làm cho nó rất là tự nhiên. Còn giờ mình sẽ đi nha. Các bạn nhớ nha, body cream, Whitening Body Cream Laura Sunshine SPF 30 rất hiệu quả, và các bạn hãy thử sử dụng đi, sẽ có được làn da đẹp như mình.